Thiền Kasina theo thứ tự phải thực hành sau khi đạt được thiền định phải không? Cái này á là lời đề nghị của một số truyền thống như là truyền thống Pa-ao. Có nghĩa là theo truyền thống Pa-ao đó là một người sẽ thực hành thiền hơi thở đạt tới tứ thiền, sau đó vì đó mới thực hành các cái đề mục Kasina khác. Nhưng mà đó là do cái kinh nghiệm cá nhân của những vị thiền sư ở thuộc truyền thống Pa-ao. Có thể là một số truyền thống khác, một vài truyền thống khác cũng sẽ có như vậy. Nhưng mà theo trong kinh tạng á, theo chánh tạng á, thì cái việc thiền Kasina là không phải thực hành trên nền tảng là vì đó đã chứng đắc các tầng thiền trước. Có nghĩa là một người họ chưa thực hành bất kỳ một đề mục nào, họ chưa biết thiền định là gì, cái đề mục đầu tiên mà họ thực hành là Kasina vẫn được ha. Cái này sẽ căn cứ theo chánh tạng. Còn cái vị mà để cho quý vị thực hành thiền định một số đề mục khác như là đề mục hơi thở rồi mới thực hành Kasina thì đó là kinh nghiệm cá nhân của vị ấy. À, còn theo chánh tạng thì việc này là không cần thiết. Chánh tạng không có bắt buộc phải theo thứ tự. Ngay cả các đề mục Kasina cũng không bắt buộc là phải thực hành theo thứ tự, có nghĩa là phải Kasina này trước rồi mới đến Kasina khác. Không bắt buộc nha. Đấy.